môi trường có phải yếu tố quyết định đến việc thành công khi các bạn học tiếng Anh hay không? Thì câu trả lời nó chính là có, nó đóng một vai trò rất rất là lớn. Các bạn sẽ thấy là đa số những người Việt mình mà qua Mỹ một thời gian đúng không nào? Thì có thể nói thì họ chưa có nói rành, nhưng mà nghe thì họ nghe ok. Ok. À, có một số bạn khác thì các bạn qua bên Philippines còn đâu 3 tháng 3 tháng khóa 3 tháng thì sau khi về thì uh, 20 phần trăm thành công 80 phần trăm thất bại Ok thì mọi người thấy là cái cái mình so sánh như vậy để làm gì mình có mọi người thấy là nếu chúng ta ở trong một môi trường đủ lâu được nào thì môi trường đủ lâu nha thì cái việc các bạn nghe tiếng Anh thì nó không phải vấn đề ok nhưng mà nếu mà mình ở ngắn quá thì nó sẽ là một vấn đề tại vì lúc này não bộ của chúng ta nè tại vì ngôn ngữ tiếng anh việt nam giao tiếp ấy, nó 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 có giới hạn nó ít được nào nhưng mà cần phải có thời gian cho não bộ của chúng ta và lỗ tai của chúng ta và miệng của ta thích nghi được nào thích nghi xong rồi mới tiêu hóa được được chưa nè còn nếu mà bạn ở ít quá ở có 3 tháng thôi thì khả năng là 80% trăm bạn sẽ bị thất bại ok nhưng mà những anh chị nào ở mỹ thì người sẽ thấy là sao họ sẽ nghe rất tốt All right. cái vấn đề ở đây là chị cứ nói là sẽ có một chút vấn đề để nè tại vì nếu mà các bạn không áp dụng công thức n cộng một hai đến 30 lần ok nói một cái câu nào đó và lặp lại chính xác câu đó luôn từng chữ từng từng chữ từ 25 đến 30 lần để không nào thì các bạn sẽ nói chậm tiếng Anh nào thường nếu mà một người làm đúng công thức thì trong khoảng 6 tháng thôi là đã nói tiếng Anh ok rồi nhưng với những bạn mà không áp dụng công thức này để nào mỗi lần trả lời là một ý khác hoặc là mỗi lần trả lời cũng là một ý đó nhưng mà cách gì là khác nhau được nào rồi lâu lâu các bạn mới 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 gì lâu lâu các bạn mới mới lặp lại mới mới có gọi là có cơ hội lặp lại được cái chủ đề đó thì cái việc các bạn nói ấy, nó rất là khó khăn và chậm chạp được nào và thường các bạn sẽ mắc hơn 2 năm 3 năm đấy hai năm ba năm mới có thể nói được nhưng với những các bạn khác chỉ áp cần chỉ cần áp dụng đúng công thức n cộng một hai đến ba lần thì các bạn thành công ok thì môi trường đóng vai trò rất quan trọng Alright, nó về phần nghe Để chưa nào và môi trường cũng sẽ đóng một vai trò rất quan trọng nếu các bạn áp dụng công thức n cộng một vào trong việc nói thì trong vòng 6 tháng thôi cái là phong môi trường thì chắc chắn một ngàn phần trăm một phần trăm luôn là các bạn thành công ok and uh, i'll see you soon <laughs>